Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta. Miền Bắc duy trì tình trạng nhiều mây, nắng muộn. Nền nhiệt trong ngày hôm nay vì thế sẽ tăng chậm. Cao nhất trong ngày hôm nay, nhiệt độ chỉ từ 22 đến 24 độ. Trời sẽ có cảm giác rét hơn so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, lượng ẩm trong không khí sẽ tăng lên trên 65%, nên cảm giác hanh khô sẽ không còn. Ở miền Trung, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, lệch đông, nên hầu khắp các tỉnh, thành phố miền Trung trong ngày hôm nay sẽ chuyển mây nhiều. Mưa xuất hiện ở khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến khu vực của Bình Định, với lượng mưa không lớn, phổ biến từ 5 cho đến 15mm. Nền nhiệt miền Trung trong ngày hôm nay vì thế sẽ không cao. Ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Ở Tây Nguyên, đan xen nhiều khoảng thời gian trong ngày có mây nhiều. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 27 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, có mức nhiệt là từ 30 cho đến 32 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc tiếp tục mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, với sóng biển cao từ 2 cho đến 5 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.